Đây, đây là cái đuôi nhá, các bạn cắt. Đấy, các bạn cắt bốn bốn phía như thế, sau đó hơ lửa ra nó sẽ thành thế này, rất là đẹp các bạn. Hơ lửa sau các bạn nhúng nước một phát là ra thế này, là bốn cái chỗ này là để cho ông thở luôn này. Đấy, rất là đẹp. Đây là hoa ba tư để thả ruồng nhé các bạn. Thả ruồng, thả lươn nhỏ đó các bạn. Đấy, thấy chưa? Bố mình đang làm gần 48 ống, 50 ống đấy các bạn. Mà các bạn mua cái nhựa này đều nha các bạn. Nhựa loại 11.000 một ống ấy, là cắt ra được 8 ống. Đấy, thả ròng thì làm nhỏ nhỏ này thôi, không cần to. Các bạn thấy không? Cái nhựa này rất là dễ cắt. Đấy, rồi hơ lửa xong. Rồi các bạn mua cái hom lươn của mình bỏ vào là